Hello, xin chào khách cần sa. Cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh của bên em. Thì bên em này lại tiếp tục gửi đến toàn thể mọi người một dòng sản phẩm robot hút bụi iRobot, là một trong thương hiệu số 1 thế giới các bạn nhé, thương hiệu của Mỹ và được xuất sang thị trường Nhật và được qua người Nhật sử dụng. Model này là dòng iRobot Zone 3 model 770, dòng kim bấm cơ, sử dụng rất là lành và bền bỉ luôn. Đấy, máy bên mình đã vệ sinh test mọi chức năng hoàn hảo, các hệ thống cảm biến rồi hệ thống đốc sạc và hệ thống quạt rất là ok anh em nhé. Tất cả bên bảo hành cho anh em là 6 tháng. Pin đã được thay mới, toàn bộ sẽ bao gồm một máy này, một đốc sạc này, một củ adapter này, điện 220V cộng với thêm hai chỗ lùa luôn anh em nhé. Tất cả sản phẩm đem bảo hành cho anh em 6 tháng, pin sử dụng tầm từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Đấy, hình thức thì đều đẹp khoảng tầm 85-90% các bạn nhé. Liên tại thì nó có đời 12 này, 11 này. Đấy, và 12. Trung bình những cái dòng 770 này liên tại nữa từ là 11, 12, 13 các bạn nhé. Máy mình đã test rất kỹ trước khi xuất cho anh em. Mình test ở nhà vòng vài 3 ngày rồi. Đây là phía mặt sau của nó này, đây vì sẽ đúng pin. Sửa lùa với mình sẽ gửi thêm hai cái nữa cho anh em sơ cua. Đấy, nói chung là mọi chức năng bánh tai còn rất là dày, chưa bị tự hình mòn các bạn nhé, cả các chỗ chính này. Tất cả các phụ kiện này thì anh em mua bán thay thế rất là rẻ thôi, như đôi chỗ lùa này khoảng tầm 150 thôi, cái này khoảng tầm 20.000 thôi các bạn nhé, rất là bình dân. Đây là vị trí thùng rác, ở trong thùng rác còn hai cái màng HEPA nữa phía dưới này. Khi anh em sử dụng, anh em cố gắng vệ sinh sạch sẽ cho mình, trung bình cứ 2-3 ngày thì anh em nên cố gắng là vệ sinh lại một lần cho nó sạch sẽ các bạn nhé. Đây vị trí đốc sạc này, đây là các hệ thống cảm biến này, tránh rơi, tránh va chạm các bạn nhé. Đấy, có 6 cảm biến. Trong cái dòng robot hút bụi iRobot này thì anh em lên sử dụng các cái dòng từ độ 7 trở lên, độ 7, độ 8, độ 9 thì nó sẽ tốt hơn, vì đời nó tương đối cao và hệ thống quản nó khỏe hơn và nó chạy êm ái hơn so với các dòng độ 5, độ 6 các bạn nhé. Thùng rác các bạn đẩy cái này ra là xong. Trang bị đầy đủ cảm biến thì anh em yên tâm sử dụng, không bao giờ bị sợ bị rơi cầu thang hay là khi mà gặp các vật cản này thì tự động nó thay đổi hướng đi các bạn nhé, và nó sẽ không bị rơi đâu các bạn. Đấy, mình sẽ test qua luôn cho anh em. Đấy, khi gặp các vật cản anh em nhìn, tự động nó sẽ thay đổi hướng ngay. Anh em cần sản phẩm này liên hệ mình qua số điện thoại 0979665264 hoặc 0934230664. Shop của em thì ở thành phố Hải Phòng các bạn nhé. Bên mình nhiệt ship hàng toàn quốc.